Hùng Đô Kiếu Ngạo. Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp meeting trên một sân vận động lớn với chủ đề Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch. Người dẫn chương trình tuyên bố: Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không? Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: 15 cộng 15 bằng... Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: 18. Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Nào cô hãy cho biết 5 cộng 5 bằng... Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: 15. Người dẫn chương trình thở dài, mọi người đều thở dài, cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc, còn tất cả các cô còn lại hô to: Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý: Ok, đây là cơ hội cuối cùng. 2 cộng 2 bằng... Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời: 4. Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn: Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội.